kiếp trước tống kinh sợ, kiếp này không hề sợ nữa. Bắt đầu như lai muốn ta chết, ta chọn lật âm tàu địa phủ. Ai nói kim thiền tử Tây Thiên thành Phật nhất định phải đời thứ mươi. Ta một đời chuyển sinh lại muốn nghịch thiên cải mệnh. Ta có tuệ căn hộ thể cao cấp, ngộ tính nghịch thiên. Đúng vậy, ta chính là Tây Du học bá. Chương 1 Bắt đầu câu hồn mã diện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 18 địa ngục trận, lên núi đao, xuống biển lửa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Huyền trang sư đồ náo địa phủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Cửu U Hoàng Tuyền Đại Trận bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Địa tạng chấn kinh Bồ Tát thất sắc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Đại bại địa tạng Bồ Tát cùng phong đô đại đế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 một gốc bồ đề cao trăm trượng, thất bảo diệu thụ diệu vô tận. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Thất bảo diệu thụ bảo hộ kim sơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Yêu đồng quấy phá loạn kim sơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tây Thiên Đệ Nhất Hỏa, Tam muội Chân Hỏa Hung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét